Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, trong chương trình thời sự tối qua ngày 29 tháng 1, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã giới thiệu toàn văn bài phát biểu tham luận của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với chủ đề Một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Qua theo dõi trên sóng truyền hình Đà Nẵng TV, người dân thành phố đánh giá cao những nội dung được đề cập trong bài tham luận cũng như mong chờ các hoạt động tiếp theo của đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố trong sự kiện chính trị trọng đại này. Đây là hình ảnh tại chi bộ 2B Sơn Thủy, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, cũng như các chi bộ khu dân cư khác trên địa bàn thành phố. Những ngày này, người dân ở đây rất quan tâm đến chương trình làm việc của Đại hội 13 của Đảng cũng như các hoạt động của đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đặc biệt, toàn văn bài tham luận được phát trên sóng truyền hình Đà Nẵng TV của đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các cán bộ đảng viên tại khu dân cư. Cái bài phát biểu tham luận của đồng chí Bí thư Thành ủy phải nói là rất là sâu sắc, rất là đi sâu vào cái mong mỏi của đảng viên và người dân chúng tôi, rất kỳ vọng vào đó. Chúng tôi cũng luôn luôn mong mỏi rằng là công tác giám sát, kiểm tra, giám sát trong đó chúng ta phải làm thường xuyên và xuyên suốt, và đồng thời cũng là phải quyết liệt từ trái xuống dưới, đặc biệt là đối với là các đồng chí là đứng đầu cấp ủy và các tổ chức. Bài tham luận của đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố do đồng chí Bí thư Thành ủy trình bày cũng được các cán bộ hưu trí, các đồng chí là đảng viên lâu năm đánh giá cao và hết sức đồng tình ủng hộ. Qua ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy phát biểu á, đặc biệt về trong lĩnh vực đại hội thì rất nhiều nội dung về lãnh đạo, an ninh quốc phòng, kinh tế, chính trị, vân vân. Mà riêng về ý kiến của đồng chí Bí thư á, đặt nặng về vấn đề trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, mà nhất là công tác kiểm tra của Đảng. Cho nên qua ý kiến này tôi thấy rất là tuyệt vời đối với ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy trong lúc này tham khảo trong đại hội, không đề cập những vấn đề lớn khác nhưng mà đề cập về chính về cái công tác xây dựng Đảng hiện nay đối với đảng bộ thành phố này thế nào. Thành phố này mạnh thì trước mắt là đội ngũ cán bộ phải mạnh, thì đội ngũ cán bộ mạnh thì kinh tế sẽ phát triển.